Này Kiều Thi Ca, đối với tất cả pháp cụ thọ thiện hiện, trụ vào nơi viễn ly, trụ vào nơi tịch tĩnh, trụ vào nơi vô sở hữu, trụ vào nơi vô sở đắc, trụ vào nơi không, trụ vào nơi vô tướng, trụ vào nơi vô nguyện. Này Kiều Thi Ca, cụ thọ thiện hiện đối với sự trụ của tất cả pháp có vô lượng thắng trụ như vậy. So với sự trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa vi diệu của các đại Bồ Tát trụ, thì trăm phần ngàn phần cho đến phần nhỏ nhất cũng không bằng một. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì trừ sự trụ của chư Phật ra, thì sự trụ vào bát nhã ba la mật đa thâm diệu của các đại Bồ Tát so với sự trụ của thanh văn độc giác rất là tồi thắng, là tôn quý, là vi diệu, là vô thượng. Cho nên, này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát muốn trụ trên tất cả hữu tình, thì nên trụ vào sự hành trụ của bát nhã ba la mật đa thâm diệu. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các Đại Bồ Tát trụ trong trụ này, thì vượt qua địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, mau viên mãn tất cả Phật Pháp, đoạn hẳn sự tương tục của tập khí phiền não, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, được gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoàn toàn làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, khiến họ trụ nhập vào tam thừa giải thoát của trời người. Lúc ấy trong chúng hội có vô lượng vô số cõi trời thứ 33 hoan hỷ khôn xiết, đều lấy hương hoa vi diệu của trời dâng giải cúng dường Như Lai và các đệ tử. Trong chúng hội có 800 bí xô đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, trịch bày y vai hữu, quỳ gối sát đất, cúi đầu cung kính, chắp tay hướng về Phật, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không rời. Nhờ thần lực của Phật nên trong lòng bàn tay họ tự nhiên có đầy hương hoa vi diệu. Chúng bí xô ấy hết sức vui mừng vì có thứ chưa từng có. Mọi người lấy hoa ấy dâng lên cúng dường Phật và các Bồ Tát. Giải hoa xong, họ cùng phát nguyện: chúng con đem sức căn lành thù thắng này nguyện luôn an trụ vào sự hành trụ vi diệu của bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà thanh văn độc giác không thể trụ được, và mau hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Khi ấy biết chúng bí xô vui vẻ thanh tịnh, nhất định không thối chuyển, Như Lai liền mỉm cười. Theo thường pháp của Phật, khi mỉm cười, từ miệng phóng ra những loại ánh sáng xanh vàng đỏ trắng hồng tía, xanh biếc xanh lục, vàng bạc pha lê, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ánh sáng ấy thu trở lại vòng quanh thân Phật, quay 3 vòng rồi nhập vào trên đỉnh Phật. Thấy điềm lành này, Ananda quá vui mừng, liền đứng dậy lễ Phật, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười như vậy? Chư Phật mỉm cười đều có nhân duyên, cúi xin Đức Như Lai thương xót nói cho. Phật dạy: Ananda, các bí xô này vào đời tương lai trong kiếp tinh dụ đều được thành Phật cùng tên là Tán Hoa, có đầy đủ 10 hiệu, tuổi thọ quốc độ, đệ tử bí xô của các vị Phật ấy tất cả đều như nhau, chư Như Lai ấy đều sống 1.000 tuổi khi đản sanh, khi xuất gia và sau khi thành Phật, ở chỗ nào dù ngày hay đêm cũng thường mưa hương hoa vi diệu 5 màu, do đó mà ta mỉm cười. Cho nên này Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát muốn được an trụ vào sự trụ tối thắng thì phải học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được an trụ vào sự trụ của Như Lai thì nên học bát nhã ba la mật đa. Khánh Hỷ nên biết, nếu thiện nam thiện nữ vân vân tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy đời trước từ trong cõi người qua đời sanh trở lại vào nơi đây, hoặc từ cõi trời đổ xử đa đến sanh vào nhân gian đây, đời trước cười ấy ở trong cõi người hay ở trên trời do từng nghe rộng bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên đời này có thể siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Khánh Hỷ nên biết, Như Lai hiện thấy thiện nam thiện nữ vân vân nào siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đối với thân mạng của cải không tiếc nuối, thì biết vị ấy chắc chắn là Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Khánh Hỷ, thiện nam thiện nữ vân vân ưa thích nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng nói khai thị, truyền trao dạy bảo cho thiện nam tử Bồ Tát thừa, thì nên biết người đó là Đại Bồ Tát, ở quá khứ đã từng gần gũi Như Lai, nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt, siêng năng tinh tấn tu học,
Tư duy đúng lý cũng giảng nói khai thị truyền trang dạy bảo bát nhã ba la mật đa thâm sâu cho người khác, nên đời này có thể thành tựu việc ấy.